Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm mới, xin kính chúc quý vị khán thính giả một năm mới an khang thịnh vượng 2020 Canh Tý. Và đây là một mâm cúng tiêu biểu ở Hoa Kỳ trong một gia đình, thưa quý vị. Thì chúng ta thấy bên trái cũng có một cái mâm mứt, canh khổ qua, bú sữa Việt Nam, trà, rồi thịt kho trứng, rồi củ kiệu, bánh chưng, bánh tét, rượu trà, thưa quý vị. Và mâm ngũ quả cầu vừa đủ xài, có cả bưởi, thanh long, sa bô chê, xoài, cam quýt, vân vân và vân vân. Nói chung ở Hoa Kỳ thì người ta cũng đơn giản rất nhiều, thưa quý vị. Không cần phải cầu kỳ. Chủ yếu là 3 ngày Tết gặp nhau vui là chính, thưa quý vị. Chúng ta thấy cũng đầy đủ bánh mứt từ Việt Nam nữa, thưa quý vị.